Hello, xin chào các bạn. Xưa giờ Huy làm cho các bạn xem nhiều clip về đánh giá xe nè, về giới thiệu động cơ xe này, động cơ xe kia như thế kia. Thì có bao giờ các bạn tự hỏi là cái động cơ này nó cấu tạo như thế nào và cái cách thức hoạt động nó như thế nào không? Kể từ bây giờ Huy sẽ lập một cái topic mới, đó chính là tech, có nghĩa là technical các bạn, nói về kỹ thuật của các dòng xe. Topic tech ngày hôm nay thì Huy sẽ nói về cái cấu tạo của động cơ. Và để cho đơn giản á, thì Huy sẽ chọn một cái động cơ phổ biến quen thuộc, đó chính là động cơ 4 kỳ một xi lanh. Thì các bạn cũng có thể thấy là Exciter nè, Winner nè, Rider nè, đó thì những cái chiếc xe này nó đều sử dụng loại động cơ một xi lanh 4 kỳ. Rồi, bắt đầu các bạn có thể nhìn ở đâu ở bên đây. Ở bên đây này. Đó thì Huy sẽ để một cái hình cấu tạo của động cơ và kèm theo đó là những cái chú thích từng bộ phận từ một cái cục động cơ này. Thì sau khi chúng ta đổ xăng vào thì tại sao chiếc xe nó có thể hoạt động được và từ đó nó có thể truyền ra được cái bánh sau để nó quay cái bánh và nó giúp chúng ta di chuyển trên đường các bạn. Thì đầu tiên các bạn phải hiểu được là động cơ 4 kỳ là cái gì. Thì 4 kỳ có nghĩa là 4 kỳ hoạt động trong một chu kỳ. 4 kỳ hoạt động trong một chu kỳ thì 4 kỳ này nó bao gồm thứ nhất đó chính là nạp nhiên liệu vào động cơ. Thứ hai là nén, những cái nhiên liệu mà được nạp vào á nó sẽ nén lại. Thứ ba đó chính là nổ. Thì nổ ở đây là quá trình đốt cháy nhiên liệu các bạn. Đốt cháy nhiên liệu làm cho chiếc xe nó sinh công, cái động cơ nó sinh công rồi nó truyền tới bánh sau. Và thứ tư đó chính là xả. Thì sau khi nổ xong sẽ có khói và khí thải thì cần phải xả ra. Đó thì một cái chu kỳ hoạt động nó gồm có 4 kỳ như vậy và cứ lặp đi lặp lại như vậy chúng ta có động cơ hoạt động và xe chạy được. Thì bây giờ Huy sẽ giải thích là ở từng cái kỳ á, những cái bộ phận hoạt động như thế nào. Rồi các bạn cũng có thể thấy được là ở cái kỳ nạp ha, ở kỳ nạp thì đầu tiên á, là cái van nạp hay còn gọi là cái xuống bắp nạp á, thì các bạn nhìn trên hình nó chính là cái A các bạn. Thì cái xuống bắp nạp nó sẽ đẩy xuống từ cái xuống bắp nạp nó đẩy xuống á, thì nhiên liệu nó sẽ đi vào qua cái van nạp, cái lỗ van nạp đó chính là cái C, đúng không? Cái C trên ký hiệu là cái C. Thì khi đẩy xuống thì nhiên liệu thì gồm có là xăng nè, hòa trộn cùng gió. Thì gió đây người ta gọi là gió nhưng mà thực chất nó là không khí, trong đó có chứa khí oxy. Ở kỳ nạp thì cái piston ở đây là cái M, gọi là cái piston thì dân gian chúng ta Việt Nam chúng ta vẫn hay gọi là cái trái các bạn. Piston nó sẽ di chuyển đi xuống. Thì khi mà cái piston di chuyển đi xuống như vậy á, nó tạo một cái lực hút. Thì đồng nghĩa lúc này là cái van nạp nó cũng đang mở xuống thì nó hút không khí, hút nhiên liệu vô. Đó. Thì các bạn cũng có thể thấy được là tại sao cái van nạp nó đi xuống được. Thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái ký hiệu O. Cái ký hiệu O ở đây đó chính là cái tay dên hay còn gọi là thanh truyền á, Việt Nam chúng ta thì hay gọi là tay dên. Thì khi mà cái tay dên nó sẽ kết nối với lại P. Cái P ở đây chính là trục khiểu các bạn. Đó, mọi thứ, mọi cái công sinh ra nó đều được truyền xuống trục khiểu là ngay đây. Thì ngay cái trục khiểu này nó sẽ có một cái cọng dây sên ha. Cọng dây sên bắt từ trục khiểu lên những cái cây cam, người ta gọi là sên cam. Và những cái cây cam này các bạn có thể thấy đó chính là Y. Đó, cái cam Y, các bạn nhìn vào cái xanh xanh đó thì nó có những cái gối cam ha, những cái máu mà nhô ra các bạn. Thì chính những cái máu này nó sẽ tác động vào cái cò mổ xuống bắp. Thì cái cò mổ xuống bắp đó chính là cái chay ha, chay đó chính là cò mổ xuống bắp. Thì khi nó tác động vào cái cò mổ xuống bắp á, nó sẽ làm cho những cái van này mở ra cái lò xo xuống bắp. Thì chính cái lò xo này á, với cái lực giãn của lò xo nó giúp cho cái van nạp và van xả trở về vị trí ban đầu. Khi mà cái cây cam nó có những cái vấu cam các bạn, nó đội cái cò mổ xuống bắp, nó làm cho cái xuống bắp sụp xuống ấy. Thì sau đó chính những cái lò xo này nó giúp cho cái xuống bắp trở về lại vị trí ban đầu. Tại vì lò xo nó giãn ra mà, đúng không? Nó đẩy cái xuống bắp trở lại vị trí ban đầu. Đó, các bạn thấy là một cái động cơ khi mà nó hoạt động á, một cái bộ phận này hoạt động, nó sẽ kéo theo những cái bộ phận khác hoạt động theo. Đó, nó là một cái chu trình khép kín. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái kỳ nén. Cái kỳ nén là khi mà cái piston nó xuống tới hạn ở dưới rồi
nhiên liệu được nạp vào ở kỳ nạp đủ rồi đó thì nó sẽ đi lên. Đó, nó đi lên, nó nén cái lượng nhiên liệu nãy mới nạp vô lại. Thì trong cái lúc kỳ nén này, cả van nạp và van xả nó sẽ đóng kín lại. Tại vì mình nén mà, đâu có thể nào mà hở ra được. Hở ra là nó bị xì sao, đúng không các bạn? Nén lại, kín lại, cho nó nén cái hỗn hợp nhiên liệu đó, cô đặt lại, thì là gọi là kỳ nén. Ok. Và tiếp theo sẽ là kỳ nổ. Kỳ nổ là đốt cháy. Thì các bạn có thể thấy là ở kỳ nổ, cả hai van nạp và van xả nó vẫn sẽ đóng. Tại vì khi mà đang nổ sinh công mà nó hở ra thì gọi là xì. Lúc đó là cái lực sinh ra không tối đa. Thì làm sao để đốt cháy được các bạn? Các bạn cùng nhìn vào cái chữ K. Chữ K đó chính là Buri. Buri chính là bộ phận tạo ra tia lửa điện và đốt cháy cái hỗn hợp nhiên liệu vừa được nén lại ở kỳ thứ hai. Chúng ta có kỳ nổ. Và khi kỳ nổ các bạn, nó sẽ nổ cái BOOM. Nó đẩy cái piston đi xuống một lần nữa. Đẩy cái piston đi xuống một lần nữa. Thì các bạn cũng lưu ý là trong 4 kỳ nạp, nén, nổ, xả thì duy nhất chỉ có một kỳ sinh công, đó chính là kỳ nổ. Ok. Vậy thì trong 3 kỳ còn lại không sinh công á, thì cái lực đâu mà nó quay được cái trục khỉu? Tại vì chỉ có một kỳ thôi. Thì chúng ta phải nhìn vào cái trục khỉu. Chúng ta sẽ thấy được là ở cái trục khỉu á, nó có một cái phần nhô ra. Cái trục khỉu nó không có thẳng các bạn, mà nó sẽ lồi lõm lên xuống. Thì chính cái lồi lõm này á, nó mới tạo được, nó mới chuyển đổi cái lực tĩnh tiến của piston đi lên đi xuống thành một cái lực quay của cái trục khỉu. Từ đó mới truyền ra bánh sau được. Thì chúng ta sẽ thấy là ở cái trục khỉu á, nó sẽ có một cái phần nhô ra ngược lại so với lại cái tay dên đây ha. Thì chính cái cục bự này á, nó vừa có tác động là giữ giảm cái rung động của động cơ, và nó còn tích trữ năng lượng để cho những cái kỳ nạp, nén và xả nó xoay cái động cơ. Tại vì chỉ có mỗi kỳ nổ là sinh công thôi. Ở cái kỳ nổ này á, thì như Huy nói là hai cái van nạp và van xả nó vẫn sẽ đóng kín lại. Ok. Và tiếp theo nữa là kỳ xả. Sau khi mà nổ sinh công rồi thì trong cái buồng đốt, trong cái xi lanh. Cái xi lanh là cái nơi mà để chứa piston á các bạn, bao quanh xung quanh á, thì chúng ta gọi là cái xi lanh. Và ở đây nó ký hiệu là E. E đó chính là cái xi lanh bao quanh cái piston lại. Thì trong cái xi lanh hay là trong cái buồng đốt lúc này á, nó sẽ đầy khí thải, nó sẽ đầy khói trong đây. Thì chúng ta cần tới kỳ xả là kỳ thứ tư. Lúc này cái van xả nó sẽ mở xuống, đồng thời piston từ dưới đi lên, đẩy cái lượng khí thải, cái lượng khói thải ở trong buồng xi lanh đi ra van xả và nó đi ra ống bô. Đó thì thành ra là xe chạy mới ra khói là như vậy. Rồi lặp đi lặp lại, nào nén, nổ, xả như vậy, sinh công ra và chiếc xe chúng ta chạy được. Và các bạn lưu ý là cứ mỗi kỳ như vậy á, là piston nó sẽ di chuyển một lần, đúng không? Nãy giờ Huy giải thích nạp piston đi xuống, nén piston đi lên, nổ piston đi xuống và xả piston đi lên, một cái lên một cái xuống là trục khỉu. Trục khỉu ở đây chúng ta có là B, các bạn ký hiệu là B, nó sẽ xoay một vòng, thì đồng nghĩa với lại là một chu kỳ hoạt động gồm có 4 kỳ nạp, nén, nổ, xả. Thì trục khỉu nó sẽ quay hai vòng. Còn gì khó hiểu nữa không ta? Huy sẽ giảng giải cho các bạn nha. Huy cũng là một người tự học thôi, thì chia sẻ kiến thức với các bạn nhé. Huy không học trường lớp gì về cơ khí kỹ thuật đâu các bạn. Huy học marketing, giới thiệu nhiều lắm rồi đúng không? Rồi các bạn hay nghe cái từ là sổ trái xoáy nòng. Thì sổ trái chính ở đây chính là sổ cái piston. Sổ piston có nghĩa là làm cho cái piston nó bự lên. Nhưng mà các bạn thấy là cái piston nó nằm trong cái xi lanh, thì nếu mà cái piston bự thì đâu có được đúng không? Cái xi lanh phải bự theo. Thì cái xi lanh người ta còn gọi là cái lồng, xoáy lồng, nghĩa là làm cho cái xi lanh nó bự ra, cái lồng nó bự ra. Đó, thì sổ trái xoáy lồng đó chính là làm cho cái dung tích buồng đốt nó to ra thêm, nó nổ mạnh thêm, xe mạnh hơn. Nó là như vậy. Các bạn cũng có thể nhìn vào chữ H. Thì chữ H đó chính là dầu nhớt đó các bạn. Thì các bạn thấy là khi động cơ hoạt động, cái gối khỉu, đúng rồi, cái gối khỉu là cái bộ phận mà nhô ra trên cục khỉu bự bự đó, đó. Cái gối khỉu này nó sẽ nhúng xuống cái dầu rồi nó tát văng lên trên, các bạn thấy không? Nó tát văng lên trên thì nó cũng làm mát một phần tay dên nè, một phần dưới của piston nè, một phần dưới của xi lanh nè. Ok, vậy là Huy đã làm xong clip giải thích và cùng tìm hiểu với các bạn về cái cấu tạo cũng như là hoạt động của động cơ 4 kỳ một xi lanh.
Nếu mà các bạn có thấy Huy chưa đúng chỗ nào hay còn thiếu chỗ nào thì các bạn có thể comment bên dưới để bổ sung giúp Huy nha. Tại vì chúng ta cùng nhau chia sẻ kiến thức mà. Và những vlog tiếp theo thì Huy sẽ làm nhiều hơn những clip nói về kỹ thuật của xe nữa. Thì song song đó Huy vẫn sẽ làm clip review xe, clip đi phượt nhiều lắm. Chứ không phải là bây giờ chỉ có làm clip là nói về kỹ thuật không đâu. Huy muốn là cái vlog của Huy, cái kiến thức của Huy mang tới cho mọi người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đa dạng hơn. Và Huy mong các bạn sẽ cùng Huy đóng góp những cái kiến thức này. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video tới đây. Huy xin được kết thúc. Nhớ like nếu các bạn thấy clip này hay, có ích, và đăng ký kênh Lê Gia Huy đó ở phía sau kìa để theo dõi những video tiếp theo của Huy nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.